Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewOS. Nếu như các bạn vừa mua một chiếc iPhone 15 Pro mới hay là các bạn đang có những chiếc iPhone cũ mà chẳng may quên mật khẩu mở khóa màn hình máy thì đừng lo, để mình chỉ các bạn cách nhé. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Bắt đầu thôi. Những bước chuẩn bị để chúng ta có thể bắt đầu được là đầu tiên các bạn sẽ cần có một chiếc máy tính có thể chạy Windows hoặc là chạy macOS. Tiếp theo các bạn cần một cọng cáp kết nối, nếu như là iPhone 15 mới sẽ là C2C, còn nếu như là iPhone cũ các bạn sẽ cần cáp Lightning. Có thể là chúng ta sử dụng cáp là A2 Lightning để tỷ lệ thành công cao hơn nhá. Và cuối cùng là một lưu ý dành cho iPhone của bạn trước khi mở khóa, đó là các bạn phải nhớ iCloud đang có ở bên trong máy là gì thì chúng ta mới thực hiện mở khóa được. Còn bây giờ vào bước tiếp theo nào. Cho các bạn xem một chút thì iPhone của mình là iPhone 15 Pro nhá. Phiên bản iOS của mình bây giờ là 17.0.2. Nói chung là cứ iOS 17 là các bạn sẽ được hỗ trợ cái tính năng này. Và rồi bây giờ mình thoát ra ngoài này. Sau đó mình cho các bạn xem tiếp là mình đang kết nối giữa iPhone và máy tính bằng cọng cáp C2C ở đây. Và về phần máy tính của chúng ta, các bạn sẽ lên cho mình website là channelshare4uki và chúng ta tải phần mềm này về, chọn free download để bắt đầu tải về các bạn nhé. Sau khi tải về xong thì mình sẽ có tệp For You Key Mark như thế này ở trong máy. Những bạn nào dùng Windows nó sẽ là tệp For You Key nhá. Cách cài trên Windows thì bấm Install là xong. Còn cách cài ở trên Mark thì bây giờ các bạn mở ra. Sau đó các bạn chỉ cần kéo tệp của chúng ta vào trong application. Như vậy là cài xong. Nói chung là Windows hay Mark thì đều rất là dễ. À rồi ok, ở đây của mình đã từng cài rồi nên mình chọn Replace. Còn bạn nào mà chưa từng cài thì không có bảng hỏi này đâu nhá. Lần đầu các bạn mở lên sẽ được hỏi cái bảng này, các bạn chọn Open cho mình. Đây là giao diện phần mềm của chúng ta, sẽ có những tính năng chính như sau. Unlock iOS Screen, tức là bạn nào quên mật khẩu màn hình khóa như mình nói ở trong video thì dùng cái này. Hay là gỡ bỏ mật khẩu màn hình khóa thời gian, rồi là Bypass MDM hay là Remove Apple ID thì các bạn sẽ có những tính năng như vậy. Và cuối cùng là tính năng quản lý những cái password được lưu ở trong iPhone của bạn thì cũng có luôn. Và với cái video này mình tập trung vào tính năng Unlock iOS Screen nhá, tức là tính năng giúp bạn gỡ đi cái mật khẩu màn hình khóa, có thể là 4 số, có thể là 6 số. Và bây giờ thì mình sẽ giả sử là cái iPhone của mình đã bị khóa luôn. Đây, bây giờ mình nhập cho nó sai hẳn mật khẩu đi. Rồi, ok, đã chuyển ra không khả dụng. Và mình sẽ kết nối giữa iPhone với lại máy tính của mình bằng cáp C2C. Sau khi kết nối xong, mình chọn Start ở trên phần mềm. Tiếp tục chọn Start. Ở đây thì máy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sao chúng ta có thể đưa chiếc iPhone này vào trong Recovery Mode. Và đối với iPhone từ 8 trở lên, tức là với iPhone 15 này, các bạn làm theo cách này nhá. Nào, bấm tăng âm lượng, giảm âm lượng và giữ phím nguồn. Các bạn cứ giữ liên tục cho mình, kể cả bảng hiện lên cũng không bấm gì cả. Chúng ta cứ giữ máy cho tới khi nào logo iTunes hiện ra thì mới bỏ tay ra nhá. Kể cả quả táo hiện lên các bạn vẫn giữ cho mình. Rồi, ok. Và như các bạn thấy phần mềm đã tìm ra ngay iPhone của mình, iPhone 15 Pro version là 17.0.2 như mình đã show ở đầu video. Và bây giờ mình sẽ chọn download để bắt đầu tải firmware về. Quá trình này các bạn sẽ cần phải chờ đợi. Và như chúng ta thấy là iOS 17 khá là nặng, nặng tới 8.17GB. Anh em lưu ý cho mình một chút thì channelshare4uki là một phần mềm cần phải trả phí, nên là khi các bạn sử dụng tính năng này chúng ta cần phải mua bản quyền nhá. Trong lúc chờ tải về thì mình có nhập cái bản quyền của mình vào, và có một điểm phải lưu ý các bạn, đó là mua bản quyền cho Windows và Mac nó sẽ khác nhau. Các bạn cần phải xác định từ đầu là các bạn mua cho thiết bị nào, Mac hay là Windows, để từ đó mua cho chuẩn. Như vậy là của mình đã tải xong, và các bạn lưu ý là quá trình gỡ màn hình khóa này sẽ gỡ toàn bộ dữ liệu ở bên trong máy của bạn. Và đồng thời là chúng ta phải nhớ tài khoản iCloud trước khi thực hiện các bạn nhé. Và bây giờ đã có tài khoản iCloud rồi, xác định là dữ liệu không cần, chúng ta chọn Start to Remove để bắt đầu gỡ bỏ. Nếu như trong quá trình update các bạn có gặp cái bảng thông báo này, các bạn chọn cho mình nút Install. Sau đó chúng ta sẽ chờ update phần mềm xong rồi các bạn thực hiện lại quá trình ở trên phần mềm nhé. Ok, như vậy là mình đã xong và chúng ta bắt đầu tiến vào quá trình gỡ bỏ màn hình khóa. Bây giờ thì các bạn sẽ chờ đợi để phần mềm tiến hành verify lại một lần nữa xem là firmware tải là chính xác hay chưa. Và trong quá trình gỡ bỏ này thì có thể là thiết bị của bạn sẽ khởi động lại, anh em cứ yên tâm nhé. Và quá trình gỡ bỏ bắt đầu diễn ra. Đấy, máy của mình bắt đầu reset, các bạn thấy không? Nó đã chuyển từ cái trạng thái là đang vào iTunes bây giờ sang trạng thái chúng ta chạy phần mềm ở trên máy. Máy có thể tắt đi bật lại, các bạn cứ bình tĩnh nhá. Và phần mềm dự kiến là khoảng tầm 10 phút nữa sẽ xong. Rồi, quả táo hiện lên, chúng ta giữ nguyên kết nối giữa máy tính và điện thoại.
Ok, như vậy là iPhone của mình đã chạy xong và hiện tại có một cái dòng thông báo bị khóa, thì đây là lý do các bạn cần phải nhớ iCloud bên trong máy. Rồi, giờ mình setup và nhập iCloud nhá. Tất nhiên là ở bước này thì iPhone của bạn đang phải kết nối với lại Internet. Còn ở trên phần mềm của mình đã báo xong rồi. Bước này bạn có thể rút kết nối giữa điện thoại và máy tính. Tới bước này thì nếu như các bạn có sao lưu iPhone của mình ở trên iCloud hay là ở trong máy tính, hay là các bạn sao chép một iPhone khác sang thì các bạn lựa chọn nhá. Còn với mình thì mình không chuyển nội dung nào cả, mình chọn không chuyển. Và rồi tới cái bước này các bạn thấy không, Apple ID của mình đang để trắng, bạn có thể đăng nhập vào hoặc là chúng ta bỏ qua. Và như vậy là xong. Mình đã có thể mở khóa được iPhone thành công, mặc dù chúng ta không cần phải nhập mật khẩu mở khóa vào nữa. Này, thử lại lần nữa này. Quất vào, đó, hết mật khẩu anh em nhá. Cũng không khó lắm đúng không? Các bạn chỉ cần làm theo các bước mình đã chia sẻ là có thể mở khóa được rồi. Và các bạn thấy sao về thủ thuật này, cũng như trong quá trình làm các bạn gặp vấn đề gì thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS.